Xin chào quý bảo các bạn. Thì hôm nay là hôm 10 tháng 1 âm lịch, tức là ngày vía thần tài. May mắn cũng có anh em khách hàng cũng đã ủng hộ bên Hoàng Thống chiếc xe này luôn. Thì chiếc xe ba bánh chạy xăng này luôn là một chiếc xe N9 nữa, đang đã ship, đã giao thành công rồi. Hiện tại xe đã về chủ dưới Hà Nội. Đó. Thì cái bản này là bản bình thường ấy. Qua hôm nay ấy thì là 36 triệu, còn hôm nay Hoàng Thống bán với giá 35 triệu, còn bác chủ lại còn bảo chưa dùng cái lốp xe cua này nữa, Hoàng Thống sẽ bớt luôn 600 luôn nữa. À, chiếc xe này về 100 bao nhiêu Cốc Lếu, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai. À, xe này ba bánh chạy xăng này, 3-4 số này, có cả số lùi này, ghế gập gù được này, giá bình thường là 36 triệu nhá các bác nhá. Các bác nào quan tâm thì phải liên hệ, phải theo dõi kênh Hoàng Thống liên tục để có những cái, biết đâu có những cái đợt giảm giá thì các bác phải ốp ngay để có đợt giảm giá. Đấy, như hôm nay là có hai người đã được giảm giá sâu luôn 1 triệu luôn cho một đầu mối đầu xe luôn. Đấy. Các bác về bác để ý này, cái chỗ này này. Cái chỗ này là lúc nào nó cũng phải gạt lên vào cái phần vòng tròn này nhá. Nếu các bác gạt như này là xe sẽ không đề, sẽ không nổ nữa đâu. Các bác lúc nào cũng phải gạt về cái phần vòng tròn này nha, để ý hộ em. Xe này để 3 phanh đĩa, cái này là phần khóa đĩa này. Đấy. Đấy. Cái này là khóa đĩa vào chống trôi luôn này. À, xe này 3 phanh đĩa thì hoàn toàn là dùng trên tay hết. Dùng trên tay hết nhá. Không phải dùng chân, tới chân nhiều nữa. Số bằng tay, số lùi bằng tay. 3 phanh đĩa. Ok, xe đã bán các bác nhá. Xe đã bán đã về phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Chúc các bác một năm mới an khang thịnh vượng. Năm mới 2024 an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào. Cảm ơn các bác.